10 triều đại phong kiến Việt Nam. 1. Triều đại Ngô, quốc hiệu Vạn Xuân. Sau khi Ngô Quyền đánh đuổi được quân Nam Hán, đã xưng vương và thành lập nên triều Ngô. Sau 28 năm trị vì, nhà Ngô bị tan rã dưới thời Ngô Xuân Xí. Lúc này nước ta bị chia cắt thành 12 sứ quân. Kể từ khi Dương Tam Kha cướp ngôi nhà Ngô năm 944, các nơi không chịu thuần phục, các thủ lĩnh nổi lên cắt cứ một vùng và đem quân đánh chiếm lẫn nhau. Loạn 12 sứ quân kéo dài hơn 20 năm, từ năm 944 đến năm 968 và kết thúc khi Đinh Bộ Lĩnh thống nhất đất nước, lập ra nhà nước Đại Cồ Việt, nhà nước phong kiến tập quyền đầu tiên trong lịch sử. 2. Triều Đinh, quốc hiệu Đại Cồ Việt. Đinh Bộ Lĩnh khi dẹp loạn được 12 sứ quân đã thống nhất đất nước và tạo nên nhà Đinh với tên nước là Đại Cồ Việt, đóng kinh tại Hoa Lư. Sau khi vua Đinh và con trai trưởng bị ám hại năm 979 thì Đinh Toàn lên thay, nhưng vì còn nhỏ tuổi nên gần như quyền lực nắm hết trong tay tướng quân Lê Hoàng. Đinh Toàn mới lên 6 tuổi, được triều thần đưa lên ngôi vua. Nhân cơ hội đó, nhà Tống cho quân sang xâm lược nước ta. Vì lợi ích của dân tộc, Thái hậu Dương Vân Nga, vợ của Đinh Tiên Hoàng, mẹ đẻ của Đinh Toàn, thấy theo nguyện vọng các tướng sĩ đã trao áo Long Cổn, một biểu tượng của ngôi vua, cho thập đạo tướng quân Lê Hoàng, tức là Lê Đại Hành. 3. Triều đại Tiền Lê, quốc hiệu Đại Cồ Việt. Trước tình hình nhà Tống lâm lè xâm lược, nên Thái hậu Dương Vân Nga đã hỗ trợ Lê Hoàng lên ngôi vua, mở ra triều Tiền Lê để lãnh đạo quân đội chống giặc ngoài xâm. Lê Hoàng lên ngôi vua lấy liên hiệu là Lê Đại Hành, vẫn lấy tên nước là Đại Cồ Việt, đóng đô tại Hoa Lư. Sau khi chỉ huy quân dân cả nước đánh tan quân Tống sang xâm lược nước ta, nhà vua lo xây dựng lực lượng bảo vệ tổ quốc, mặt kháng đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp và thủ công nghiệp để chấn hưng đất nước. Về đối ngoại thì dùng chính sách ngoại giao mềm dẻo, khôn khéo nhưng cương quyết bảo vệ nền độc lập của đất nước. Năm Ất Tỵ, tức năm 1005, Lê Đại Hành mất, làm vua được 25 năm, thọ 65 tuổi. Vua Lê Đại Hành có 4 hoàng tử là Long Du, Ngân Trích, Long Việt và Long Đỉnh. Lê Đại Hành đã cho con thứ 3 là Long Việt làm thái tử. Khi vua Lê Đại Hành băng hà, các hoàng tử tranh ngôi đánh nhau 7 tháng. Đến khi Long Việt lên ngôi vua là vua Lê Trung Tông được 3 ngày thì bị em cùng mẹ là Long Đỉnh giết chết lúc 23 tuổi. Sau 30 năm tồn tại, triều Tiền Lê được trao cho vua Lê Ngọa Triều, người mang nhiều tiếng xấu nhất trong lịch sử: độc ác, bạo tàn, râm đảng. Vì quá ăn chơi trác táng, Lê Ngọa Triều làm vua được 4 năm thì mất, thọ 24 tuổi. Long Đỉnh mất, con tên là Xạ còn bé, dưới sự đạo diễn của quan chi hậu Đạo Cam Mộc, triều thần đã tôn Lý Công Uẩn lên ngôi hoàng đế, kết thúc triều Tiền Lê. Như vậy, nhà Tiền Lê trải qua 3 đời vua, tồn tại 29 năm. 4. Triều Lý, quốc hiệu Đại Cồ Việt. Thời nhà Lý tồn tại lâu dài hơn 200 năm lịch sử, có nhiều thành tựu đáng chú ý trong nhiều lĩnh vực khác nhau như nho giáo, quân đội, nghệ thuật, công trình kiến trúc. Trong triều đại này, Phật giáo rất phát triển và được các vua Lý sùng bái. Đây cũng là triều đại duy nhất trong lịch sử có nữ hoàng lên ngôi trị vì là Lý Chiêu Hoàng trước khi nhường ngôi cho nhà Trần. Dưới sự đạo diễn của Trần Thủ Độ, Lý Hoài Tông bị ép đi tu, nhường ngôi vua cho con gái là công chúa Chiêu Thánh, lúc đó mới 7 tuổi, niên hiệu là Lý Chiêu Hoàng. Cũng dưới sự đạo diễn của Trần Thủ Độ, Trần Cảnh, 8 tuổi, là con ông Trần Thừa, được đưa vào hầu cận Lý Chiêu Hoàng. Và Trần Thủ Độ tung tin là Lý Chiêu Hoàng đã lấy chồng là Trần Cảnh. Ngày 21 tháng 10 năm Ất Dậu, tức năm 1225, Lý Chiêu Hoàng mở hội lớn ở Điền Thiên An trước bá quan văn võ. Chiêu Hoàng cởi áo hoàng bào, mời Trần Cảnh lên ngôi hoàng đế, đổi niên hiệu là Kiến Trung năm thứ nhất, dựng nên triều đại nhà Trần từ đấy. 5. Triều đại nhà Trần, quốc hiệu Đại Việt. Trong 10 triều đại phong kiến Việt Nam thì thời nhà Trần là giai đoạn hùng mạnh nhất của lực lượng quân đội.
chúng ta đã chiến thắng nhiều lần xâm phạm của các giặc Huyền Mông nhờ đội binh tinh nhuệ và nhiều tướng tài dẫn dắt, nổi tiếng nhất là Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn. Nhà sử học Lê Văn Lan cho rằng Trần Thái Tông, vị vua đầu tiên nhà Trần, chính là người đặt nền móng cho một triều đại lẫy lừng trong lịch sử. Trong quá trình trị vì thì ông được xem là một vị vua anh minh, cai quản đất nước cẩn trọng, mở nền cho các hậu quân cai trị. Năm 1289 đã phong Trần Quốc Tuấn là Hưng Đạo Đại Vương. Cách gọi đầy đủ tước hiệu được phong là Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, dân gian vào đời sau gọi tắt là Trần Hưng Đạo. Trong 33 năm nắm quyền, vua Trần Thái Tông đã ban hành và thực thi nhiều chính sách liên quan đến mở rộng kinh tế, củng cố quốc phòng, phát triển văn hóa, giáo dục và xây dựng đất nước Đại Việt trở nên ngày một hùng mạnh, đánh bại các cuộc tấn công xâm lược của quân Mông Cổ năm 1258. Cũng trong năm đó, ông nhường ngôi cho con là Thái tử Trần Hoản để lên làm Thượng Hoàng, cho đến khi qua đời năm 1277. 6. Triều đại nhà Hồ, quốc hiệu Đại Ngu. Đây là triều đại phong kiến ngắt nhất trong lịch sử Việt Nam khi chỉ tồn tại 7 năm. Cuối thời nhà Trần, dưới thời vua Trần Ngày Tông, thì Hồ Quý Ly rất được vua trọng dụng. Dần về sau, binh quyền lớn mạnh và lúc vua Trần Ngày Tông mất, thì ông bức vua Trần Thiếu Đế dời đô vào Thanh Hóa, giết hàng loạt quân thần, tước ngôi vua, tự phong đế. Nhà Hồ từ đó được lập nên. Năm 1406, nhà Minh lấy cớ Hồ Quý Ly cướp ngôi nhà Trần, đem 80 vạn quân sang đánh chiếm nước ta. Quân dân nhà Hồ đã quyết liệt chống trả nhưng thất bại. Ngày 17 tháng 6 năm 1407, quân Minh bắt được cha con Hồ Quý Ly, kết thúc 7 năm ngắn ngủi của nhà Hồ. Sau khi chiếm được Đại Việt, quân Minh chia nước ta thành quận huyện để cai trị. Chúng bắt nhân dân ta làm tồi tớ, thuế má lao dịch nặng nề, cuộc sống vô cùng cực khổ. 7. Triều đại Lê Sơ, Hậu Lê, quốc hiệu Đại Việt. Đây là triều đại dài nhất trong lịch sử nước ta với 355 năm trị vì. Dưới thời Hậu Lê thì nước ta đã có nhiều phát triển từ quân sự, kinh tế, lãnh thổ. Nước ta đạt được nhiều sự thịnh vượng nhất. Trong triều đại phong kiến Hậu Lê trải qua 26 đời vua. Trong đó thời Lê Sơ là 10 vị vua và thời nhà Lê Trung Hưng là 16 vị vua. Ngày 15 tháng 6 năm Đinh Hợi, tức năm 1527, Mạc Đăng Dung đem quân từ Cổ Trai vào kinh đô Thăng Long, ép vua phải nhường ngôi, bắt vua và Thái hậu tự tử. Như vậy, Lê Cung Hoàng ở ngôi được 5 năm, thọ 21 tuổi. 8. Triều đại nhà Mạc, quốc hiệu Đại Việt. Mạc Đăng Dung cướp ngôi vua Cung Hoàng, tự xưng đế và lập ra nhà Mạc. Triều đại này đánh dấu sự chia cắt thành hai triều đại, Nam Triều và Bắc Triều của nước ta. Trong đó, Triều Mạc nằm ở Bắc Triều. Sau 66 năm tồn tại, đến thời vua Mạc Toàn chiến đấu với quân Nam Triều của nhà Lê Trịnh thất bại, chấm dứt triều đại nhà Mạc. Trịnh Nguyễn phân tranh kéo dài hơn 150 năm. Trịnh Nguyễn phân tranh là thời kỳ phân chia lãnh thổ giữa chế độ vua Lê Chúa Trịnh ở phía Bắc sông Danh, Đàng Ngoài và Chúa Nguyễn cai trị ở miền Nam, Đàng Trong, và kết thúc khi nhà Tây Sơn lật đổ cả Chúa Nguyễn lẫn Chúa Trịnh. Ban đầu cả thế lực họ Trịnh và họ Nguyễn đều mang khẩu hiệu Phù Lê Diệt Mạc để lấy lòng thiên hạ và thề trung thành với triều Hậu Lê. Sau khi nhà Mạc bị đánh đổ, trên danh nghĩa cả Chúa Trịnh và Chúa Nguyễn đều là hai vị bề tôi của nhà Hậu Lê. Cả Đàng Trong và lẫn Đàng Ngoài đều là lãnh thổ của nhà Lê. Nhưng trên thực tế thì cả hai tập đoàn phong kiến này đều tạo thế lực cát cứ cho riêng mình như hai nước riêng biệt. Vua nhà Hậu Lê đã không còn thực quyền nên không ngăn chặn được sự phân tranh giữa hai họ Trịnh, Nguyễn. Nhà Nguyễn ở Đàng Trong đã mở rộng bờ cõi bằng việc diệt Chiêm Thành, lấn sang Chân Lạp để mở rộng bờ cõi. Hai bên đều có những chúa cai trị giỏi nên ổn định được lãnh thổ suốt hơn 150 năm. 9. Triều đại Tây Sơn, quốc hiệu Đại Việt. Anh em nhà Tây Sơn của Nguyễn Huệ đã khởi nghĩa để thống nhất Đàng Trong. Đến khi Nguyễn Phúc Ánh không muốn lấy lại cơ nghiệp nên đã hai lần cấu kết giặc Xiêm và giặc Thanh để đem quân đánh chiếm. Lúc này buộc Nguyễn Huệ phải lên ngôi vua, lấy hiệu là Quang Trung Hoàng đế để đem quân lật đổ Đàng Ngoài,
diệt giặc xâm lược. Khi vua Quang Trung đang định chuẩn bị đem quân vào Nam đánh gia đình của Nguyễn Ánh thì đột ngột qua đời năm 1792. Con là Nguyễn Quang Toản, còn nhỏ tuổi, lên nối ngôi không có người lãnh đạo đủ năng lực, nhà Tây Sơn nhanh chóng suy yếu, nội bộ xảy ra tranh chấp. Giữa năm 1802, Nguyễn Ánh tiến ra chiếm được Thăng Long. Nguyễn Ánh đã trả thù những người theo Tây Sơn vô cùng tàn bạo. Mộ của vua Thái Đức và vua Quang Trung bị quật lên, nữ tướng Bùi Thị Xuân và con gái bị voi dày, Trần Quang Diệu bị chém đầu. 10. Triều Nguyễn, quốc hiệu Việt Nam. Vua Gia Long Nguyễn Ánh đã làm được điều mà chưa tiền nhân nào làm được, đó là thống nhất hai mảnh của đất nước làm một sau 175 năm phân cách, tức là từ năm 1627 đến năm 1802. Dải đất hình chữ S của nước ta lúc này được hình thành, kéo dài từ Lũng Cú đến Mũi Cà Mau, với diện tích lãnh thổ rộng lớn nhất của đất nước từ trước bấy giờ. Những cuộc nội chiến liên miên này đã được chấm dứt, là triều đại cuối cùng trong lịch sử phong kiến của nước ta. Vào ngày 2 tháng 9 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập, tuyên bố chấm dứt chế độ phong kiến, thành lập nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, với thắng lợi của chiến dịch Hồ Chí Minh, toàn bộ đất nước đã thống nhất thành một khối. Ngày 2 tháng 7 năm 1976, Quốc hội khóa 6 nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã quyết định đổi tên nước thành Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam cho đến nay.